chỉ Hồ Ngọc Hà, loạt sao Việt cũng hào hứng khoe sở hữu iPhone 12 sau ít ngày ra mắt. Chưa đến một tuần phát hành ra thị trường thì những nghệ sĩ này đã cầm tận tay chiếc điện thoại với mức giá cao ngất ngưởng. Hơn một tuần qua, mọi người đã đứng ngồi không yên khi chiếc điện thoại thông minh iPhone 12 chính thức được ra mắt sau bao ngày chờ đợi. Chỉ sau khi mở bán, các nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng sở hữu ngay. Hầu hết họ đều được người thân gửi tặng món quà cao cấp mà nhiều tín đồ công nghệ đang mong được chạm tay. Nữ hoàng giải trí Thúy Ngân được tặng. Cách đây vài giờ, trên story, mẹ bà bầu đã chia sẻ khung ảnh mình nhận được món quà cao cấp một cách nhanh chóng. Trước khi lâm bồn, Hồ Ngọc Hà còn được người bạn mang lại niềm vui. Khán giả khá bất ngờ khi bấy lâu nay hiếm thấy người đẹp chạy đua trong việc đổi điện thoại đến nay lại được nhận iPhone 12 trong tích tắc. Cô bộc bạch, trời ơi, món quà đến tay nhanh một cách bất ngờ, cảm ơn em yêu. Nếu giọng ca càng trưởng thành, càng cô đơn là người đầu tiên thì Thúy Ngân chính là mỹ nhân tiếp theo khoe clip đập hộp công cụ liên lạc chị sò thế này. Chưa hết, cô còn đính kèm ảnh với lời nhắn, cảm ơn tình yêu. Điều này làm rộ nghi vấn nữ diễn viên đang được bạn trai giấu mặt gửi tặng. Dương Triệu Vũ tự sướng với iPhone 12. Bên cạnh hai người đẹp thì em trai út của nghệ sĩ Hoài Linh cũng hớn hở vô cùng khi nhận được món quà cao cấp được gửi tận Hà Nội vào Sài Gòn. Dương Triệu Vũ nhanh chóng mở ngay hộp điện thoại và chụp bức ảnh để đăng lên mạng xã hội. Có lẽ những người mua tặng cũng dành nhiều tình cảm cho nghệ sĩ thì mới có thể tranh nhau mua ngay siêu phẩm trong vài ngày đầu mở bán thế này.